Theo yêu cầu của tất cả các bạn thì ngày hôm nay mình đã tạo ra một cái kênh chuyên làm về vlog, trò đùa, ăn uống và phá phách. Thì ngay bây giờ các bạn hãy nhìn bên góc bên này sẽ có một cái kênh có tên là Thiện. Đó là cái kênh mới của mình. Thì cái kênh này mình sẽ làm về vlog, trò đùa, ăn uống và phá phách. Nói chung là những cái thứ mà mình thích mình sẽ đăng lên cái kênh đó. Còn cái kênh này thì mình vẫn quay video game mỗi ngày cho các bạn xem. Và nếu các bạn thích mình làm về vlog, trò đùa, ăn uống, phá phách thì ngay bây giờ các bạn hãy qua cái kênh Thiện này và đăng ký kênh. Cùng với đó là bấm vào cái chuông để nhận được những cái thông báo về video mới nhất của mình. Thì cái kênh đó mình đã đăng một cái video rồi. Và ngay bây giờ thì mình sẽ để cái đường link của cái video đó ở dưới phần mô tả và dưới phần comment. Các bạn hãy kéo xuống và bấm vào cái link đó. Cũng như cùng với đó là hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình. Vì mình đã làm theo yêu cầu của bạn là tạo ra một kênh làm về vlog rồi nha. Nhớ ủng hộ mình nha các bạn. Ok, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft nha mọi người ơi. Giữ đúng lời hứa luôn, hôm qua nói rồi ha. Ok, và chúng ta đã quay trở lại với Minecraft. Hey shit. Yeah. Bây giờ là chúng ta bắt đầu làm việc thôi mọi người à. Đấy, các bạn biết không, là có làm thì mới có ăn. Đấy, cho nên là bắt đầu phải làm việc. Làm việc để gọi là mấy dân làng nó cho mình ăn các bạn. Đấy, khổ lắm. Mình số phận ở nhờ mà, cho nên là phải làm việc cho tụi dân làng nó thấy thương, nó cho ăn. Cái thằng này, mày làm gì? Mày định làm gì anh? Mày nhìn anh mặc đồ, mày không sợ hay sao? Mày định lao vào anh à? Để coi coi nó làm gì mình các bạn à. Trời ơi, nó gãi ngứa kìa. Nó gãi ngứa kìa. Nè, gãi ngứa à. Các bạn còn nhớ cái thanh kiếm trên tay của mình không? Đây là thanh kiếm cực kỳ là bá đạo luôn, mạnh hơn cả kiếm kim cương luôn các bạn à. Ok, đây là thanh kiếm Ender đúng không? Đúng rồi, Giant Ender, là kiếm Ender khổng lồ đó. Ok, ngày hôm nay thì mình sẽ không có sử dụng bộ đồ kim cương này nữa, mà mình sẽ chế tạo ra một bộ đồ mạnh hơn bộ đồ kim cương này. Cái này là nghe các bạn nói thôi chứ mình cũng chưa có biết là mạnh hơn hay không nữa. Hồi xưa là chúng ta gọi là hả, những cái công thức đồ đó là chúng ta sẽ sử dụng bằng giấy đúng không, ghi trên giấy rồi làm. Nhưng mà lần này hiện đại hơn là chúng ta sẽ có hình ảnh luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ tìm cái bộ đồ này đó. Thì nghe các bạn nói là cái bộ đồ này á là bộ đồ rất là xịn hơn bộ đồ kim cương luôn á. Nhưng mà theo mình thấy là nó cũng, nếu mà so về cái thông số á thì nó chỉ ngang ngửa với đồ kim cương thôi. Mà tại sao các bạn lại kêu nó mạnh hơn? Đây các bạn nhìn là cái nón nè, 3 với 2, thấy không? Đây cái nón này cũng là 3 với 2, ngang ngửa nhau mà. Cái áo là 8 với 2, cái áo này cũng là 8 với 2, mà tại sao các bạn kêu nó mạnh hơn? Đây là cái công thức của nó nè mọi người. Các bạn kêu mình á là cái bộ đồ này dễ chế tạo lắm, kêu mình chế tạo đi. Rồi ok, thì theo mình thấy là nó cần có xương nè. À ok. Ủa, bộ đồ này có thể ghép được luôn ta, có thể ép ngọc luôn nè, ghê vậy. Ok, có xương nhưng mà cái cục này là cái gì đây? Ui, cần có kim cương nè. À, cái này mình có nè, cái cục màu xanh xanh này mình có nè. À, là ghép 4 cục này lại cái thành kim cương là ra một cái cục đó đúng không? Đây, mình có 5 cục nè. Ui, mình có 5 cục rồi. Vậy là mình ghép được một món đúng không? Nhưng mà từ từ đã. À, các bạn nói là cái đó là tìm cái bông hoa màu xanh. Bông hoa này đúng không? Phải không? Không phải rồi. À, thấy rồi nha. Bên kia. Qua lấy thôi, ok. Ui, cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao mình bị... Ôi, mình bị hướng chậm là sao? What? Cái này là gì đây? Alright. Ui, có rương đồ này. Wow, Gold Upgrade Kit nè. Là cái gì không biết luôn. Một cái viên kim cương không? Ngon. Quá trời đồ luôn. Chưa gì mưa rồi. Đậu phộng nó mới vô mà thấy mưa là thấy không vui rồi đó. Bắn pháo bông cái coi. Đấy, bắn pháo bông coi. Bắn pháo bông cho mọi người coi. Ok, cắt cái này vô đi. Mình không có cần mấy này. Dục bớt đi không? Đây. Rồi. Mới thấy rồi. Ôi, mới thấy. Wow, Reaper kìa. Ui, sao nó chạy nhanh vậy? Sao nó chạy? Mày nổ đi. Anh sợ mày quá cơ. Anh có khiên mà. Ê, cái bông của tôi đâu? Mới thấy đây. À, đây rồi. Cái này đúng không? Chuẩn luôn. Trời, cái gì vậy? Một bông là một cái hả? Ơi, bên kia có một cái nữa kìa. Quá lụm. Một bông là một cái hả? Vậy biết chừng nào mới đủ các bạn. Trời ơi, khổ vậy. Ôi, Sike, yếu đuối. Ừ, trời, hai cái nghẽo mất tiêu rồi. Thôi, kệ đi. Ui, mấy thằng nhóc bây giờ mình mạnh rồi, mình đâu có sợ mấy con đó đâu. Ê, được hai bông luôn nè. Hên. Một cái, hai cái, vậy là bây giờ mình tới 8 cái đúng không? 8 cái vậy là mình làm được 2 bộ đồ đúng không? Ui, sao mà đông thế. Nổ đi. Đúng rồi, nổ đi. Đây, hai con xì ke đang bắn nhau. Để anh giúp em luôn. Rồi, nãy giờ 5 xương rồi, được 1 bộ đồ rồi. Ê, phải lộn, được món đồ rồi đó. 6 xương rồi, ngon. Nhưng mà cái quan trọng bây giờ là phải tìm thêm bông nữa kìa. Quay con Reaper kia sao nó xanh lè vậy? Wait, what?
chết queo luôn rồi. À, cưỡi ngựa luôn à, mặc đồ kim cương luôn à, ngầu ấy. Ngầu ấy bạn ơi, ngầu đấy bạn. Ôi con ngựa gì bèo vậy? Ôi nó mặc đồ kim cương nó trâu vậy. Wow, khoan. Nó mặc đồ kim cương nó cực kỳ sâu luôn. Ê, này nè, dồn tụi nó vô góc. Mày nè con. Cái con Sike này nó mặc đồ kim cương cực kỳ trâu luôn các bạn. Kiếm của mình mạnh vậy mà đánh nó quá trời, nó không xi nhê gì hết. Yeah, 11 cục xương rồi. Góp cái gì không? Có một cái bộ đồ ngon nè. Rồi ok, lấy cái này. Đấy, có kiếm kim cương xịn luôn nè. Đấy, này con, nhưng mà kiếm kim cương này được enchant nhưng mà thực sự là nó không có ngon bằng cái kiếm của mình. Tháp gì nghèo thiệt chứ. Có một bộ đồ kim cương à. What? Không cho được cái gì ngon tí. Đồ kim cương lấy làm gì? Thôi nói vậy thôi chứ cũng phải lấy chứ. Ngu gì không lấy. Rồi bây giờ xuống mới là căng thẳng nè. Bây giờ sao xuống nè các bạn. Đấy, nãy giờ là xương thì coi như là đủ rồi nha. Xương nãy giờ là lấy đủ rồi đó. Quan trọng bây giờ là cái bông gì đó. Không biết lấy sao. À có cái enderpear nè, bay xuống luôn nha. Rồi ok, bay xuống nè. Đấy, tuyệt vời. Hên là có cái enderpear đó, chứ không là nghẽo rồi. Bây giờ là tìm cái bông, mà tìm cái bông không có. Nãy giờ là 8 cái bông y như bình thường luôn. Ủa sao các bạn nói với mình đó là nó tìm cái bông nó tìm dễ lắm mà sao tìm ra ta. Ê đây còn cái nè. Ồ công nhận dễ thiệt á, dễ quá mà nãy giờ tìm được đúng một cái bông luôn. Hay thiệt. Ok nãy giờ mình tìm khá là nhiều rồi. Mà mình được mười mấy cái là đủ cho ta. Làm một cái bàn chế tạo trước đi. Không có bàn chế tạo các bạn à, bây giờ phải làm thôi. Một cái là đủ không ta? Hình như là một gỗ là đủ rồi đúng không? Đúng, chuẩn luôn. Rồi chuẩn. Yeah. Có bàn chế tạo rồi, cái này vứt đi. Vứt đi để làm cái gì? Rồi ok, để mình thử coi được chưa nha. Bây giờ mình sẽ thử à, mình sẽ đặt cái này với cái kim cương đúng không? Rồi ok. Bây giờ ủa mà mình làm sao ta? Mình phải tự làm luôn hả? Chứ không nó không làm cho mình nè. Cày thế. Rồi ok, thử coi nha, coi được chưa? Ôi, được 1 2 3 4 đúng không? 4 cái đúng không? Rồi ok, 1 2. Ôi đủ nha. Đủ. Ok, đủ các bạn ơi. 1 2 3 4 cái nè, rồi tiếp theo là lấy bộ sấy xương đúng không? Rồi chuẩn bị tinh thần mọi người ơi. Chúng ta sẽ chuẩn bị có một cái bộ đồ mới nha mọi người. Ok, rồi. Bây giờ là bắt đầu nè, mình sẽ làm từng xương có nè, đấy, 1 cái nè, 2 cái nè, 3 cái, ủa chưa đủ, 3 cái nè, 4 cái nè, đó. Rồi đặt vô nè. Một cái nón đúng không? Ôi khoan từ. Một cái nón nè, ngu gì làm vậy, làm kiểu đó là sai rồi. Ôi, cái này là cần có da bò với sắt à. Khó dữ ta. Rồi cái quần là cần da bò với sắt à. Rồi cần tơ nhện với sắt à. Cái này mình có, sợ gì. Về nhà cái đã. Về nhà có liền. Mấy cái này dễ mà. Da bò nè, tơ nhện đúng không? Này dễ. Ok. Ui, đằng kia có cái gì kìa. Ui, khoan, từ từ các bạn. Bình tĩnh. Chúng ta sẽ qua bên đây thử coi như thế nào. Rồi ok, mình đã có một cái nón rồi đó. Để dành nha, chưa có mặt đâu. Để qua đây coi cái này cái gì á. Ui, cái này nhìn ảo vãi trưởng. Ui, nhìn ảo thiệt chứ. Này gì ta. Đi vô có bị gì không? Vô thử nha. Ui. Ui, what. Ơi. Ui. Cái này là cánh cửa gì đây? Ok, thử đi vô thử một cái coi. Oh man, cái này có quái gì ta? What? Nó làm gì vậy? What the hell? Thôi. Chạy. À! Oh my god, xuống gớt xuống lava rồi, xong luôn rồi. Thì ra đó là những cái bẫy các bạn ơi. Ok, về tới nhà rồi, có toilet luôn nè. Ok, ngồi toilet xả hơi cái nào. Ok, rồi bây giờ chúng ta ra bắt đầu chế tạo tiếp thôi. Ui, có công thức phanh gửi. À, cái này cũ rồi. Đây, chế tạo thanh kiếm rồng nè, trong Minecraft Hexit nè, màu đỏ BD, ok. Đó là thanh kiếm mà nãy giờ mình sử dụng đấy. Đây, chính là thanh kiếm này. Đấy, thanh kiếm trên tay của mình nè. Đấy, rồi thôi bỏ qua cái chuyện đó đi. Công thức là không có làm được cái gì hết á. Cộng, đấy, vậy cho lẹ nè, được cái áo nha. Cái quần nè. Đó, vậy cho lẹ nè, công thức là có sẵn rồi. Nguyên liệu cũng có sẵn rồi. Thêm đôi giày. Đôi giày là thiếu cái gì nữa đây? À, thiếu hai cái này hả? Khoan. Thiếu xì lót. Ok. Đó, thiếu cái gì đâu, thiếu xì lót thôi. Rồi, ok. Ok, vứt bộ đồ kim cương này vào. Ê, khoan từ từ. Vứt hết đồ kim cương vào. Không, nó không thực sự là mình cần đâu.
Bây giờ mình sẽ thay đổi diện mạo của mình để xem coi bộ đồ này mạnh như thế nào nha. Wow, một cái nón. Wow. Rồi, ơi khoan, hình như cái sừng này nó bị gãy hết bên rồi. Cái đậu phộng nó nón gì sừng bị gãy hết bên là sao? Rồi sao? Sao rồi? Bộ đồ này có mạnh hơn không? Để coi có cảm giác nó mạnh hơn không ta? Sao mình thấy nó? Ủa nó mạnh hơn không ta? Ăn miếng thịt vô được không? Không được. Ui, nhảy cao nha. Ê, nhảy cao nha. Ui. Ủa rồi bộ đồ này làm được gì nữa? Ủa thật, nhảy cao vậy thôi hả? What the hell? Làm sao? Ok, kiếm cái tháp nào đánh nhau coi là bộ đồ này mạnh không? Đây, coi cái tháp nào ngon ta. Đây, tháp bên đây đi. Tháp bên đây. Ôi, what? Cái gì? Mấy em? Ui. Oh my god, nó xuống luôn kìa. Nó tàn phá mọi thứ kìa. Cái con boss nó bị điên rồi. Từ từ, mình lấy đồ cái đã. Ấy, mình sẽ lấy. Mình ngu gì mình không lấy đúng không? Tự nhiên nó phá, mình mất mới gì mình không lấy. Ngu gì? Rồi, ok, nó kìa. Thấy nó ngu không? Hang boss nó ngu không? Cực kỳ ngu luôn, bây giờ đứng trên đây bắn cung nó cũng được nè. Đó, ngu nè, cái tội ngu nè. Boss mà ngu, để cho anh em nó. Làm sao anh em nó nể? Đó, chơi mà ngu vậy á. Ok, bây giờ nhảy xuống nha. Nhảy xuống lấy nha. Rồi, ok, lấy đồ. Yo, boss. Trời ơi, yo, come on, baby. Come on, trời ơi. Quay, bộ đồ này nhanh hư quá các bạn ơi. Vậy mà kêu là mạnh á hả? Có mạnh gì đâu. Bộ đồ yếu siêu à. Nhanh hư vãi chưởng. Ok, được cái là nó cộng cho chúng ta nhảy nhót đồ bay cao bay xa đúng không? Cái này thì được. Đây. Boss nè, đập hết lửa đi. Boss, trời ơi. Nè, solo nè, boss cùi bắp. Ok, có gì không? Rớt là được gì à? Trời, rớt là được mấy cục kim cương, mấy cái cùi bắp. Wait, what? Ơi, khoan từ từ. Rớt là mấy kim cương làm gì? Làm ăn được gì đâu? Ơi, nó có nổ không ta? Ôi, đồ kim cương kìa. Ôi, nó nổ kìa. Trời, nó nổ, sợ gì? Bình tĩnh mọi người. Chúng ta là dân chơi mà, chúng ta sợ gì đúng không? Oh my god, sợ thiệt. Ê, đừng. Ôi, NB. Ê, no. Wow, tháp nó nổ kìa, con nhện rớt kìa. Tháp nổ. Nổ đi tháp. Oh my god, nãy giờ thấy chưa? Rồi, ok. Vừa rồi mình đã chế tạo xong cái bộ đồ gọi là thần thánh này. Xem coi là nó mạnh không? Thì thực chất là nó có cộng nhiều thứ cho chúng ta đó. Nhưng mà có điều là cái độ bền này nó không có ok cho lắm các bạn à. Rồi, cảm ơn bạn đã xem. Và để thứ hai đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cùng với đó xem bạn cao. Cùng với đó xem bạn cao nếu các bạn là fan chính ủng hộ mình nha. Các bạn thấy cái tay mình đánh nhanh không? Đó, đó là cái tác dụng của bộ đồ này đó. Đánh hơi bị nhanh luôn. Đó. Rồi, bye bye các bạn.